cách đó là Legoland nha. Chưa? Đó đây là xung quanh chỗ đó nè. Đây. Nguyên cái phát kinh đây nè. Chỗ này mấy đứa nít nó phái chơi lắm luôn á. Bên đó giờ nó đang làm ha. Đó đó. À ok, thấy rồi, nó để rồi. Wow. Gì? Con heo mới 700 mấy đêm mà nó show out không à. What? Ghê vậy? Phải bút, phải bút trước cả năm trời mới có phòng. 700 mấy một đêm mà phải bút cả năm trời. Man. Mắc dữ ha. À mà cái cách nó xây nhà cái nhà bên đây hay thiệt chứ. À. Bảy trăm mấy một đêm ghê thiệt chứ, mà không có phòng luôn á. Ủa mà ở đây nó đại môn, ở đây nó chơi cái gì mà chỉ có nhiêu đây mà nó chơi cái gì mà tới bút phòng theo dữ vậy? Ủa vậy hả? Đó. À, thấy không? À, bây giờ là vô cái Legoland California. Đó. Bây giờ nó có tới 3 cái lần bây giờ mình đi cái trước ấy rồi. Đây là một vé là 120 cho người lớn được free nít nít. Nếu mà đi vô mua McDonald's á thì nó được free. Mua một người lớn nhưng mà phải hai cái pháo. No 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 no. Đó, giờ quá đông luôn. Mình đi hai pháo. Đó, giờ nó kiểm gió này, kiểm vỏ này nọ xong xuôi. Đó là đây là xung quanh đó, đây là chỗ mà cái shop này đó nè. Thấy không? Shop bán Legoland. Shop bán Lego. Đó. Quá đẹp không? Đó. Thấy đẹp không? Đó, vậy mới đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi bắt đầu từ cái cửa. Rồi mình sẽ đi vô. Đi vô mình coi đi xung quanh cho các bạn coi bao quanh hết ha. Ở bên đây chỉ là một phần thôi. Đó là đây là Legoland. Rồi nếu mà đi bên kia nữa là đây rồi. Cộng thêm cái water. Đó. Đó, đây là xung quanh của nó. Trong kia là cái shop để mà mua mấy cái đồ Lego á. Có người anh chàng nó vẽ đó. Giờ hả? Đó, bên đó là anh này Ninja Lego của cho Ninja. Cái Hero Fire này hình như nó không có được nắng nên nó sẽ nhìn hơi chó. Các bạn thấy không? Đó, giờ mình sẽ đi quay từng từng cái cho các bạn coi.
vô đây là nó được đi tàu đi gì đây, để cái xe, để xe đó đi. À, vô đây là được đi chơi mà không biết free hay là free. Đó, nguyên một cái line dài vậy nè. Như một cái lai cái đi vòng vậy đó. Mày nghe cái này coi. Mỗi lần tôi lấy cái bụng ông Cường là tôi nhớ tới bà Thu à. Cái bụng. Cái này xong đủ ở đây vậy. Hai, quay. Đó, đi giờ lên tàu nha. Từ từ, quay. Lên tàu. Hai con. Ba nữa quay về đưa lên. Nè con xin nè, con đừng có họt cái tay ra ngoài kia nha, con gác đây thôi nha. Bây giờ là chuẩn bị đi vòng vòng cái này để tham quan. Bên kia người ta đang đợi. Let's go. Good morning, everybody. Welcome to Ghost Cruise. You guys ready to ride? Can I get a big thumbs up? Awesome, guys. My name is Sean. I'll be your captain for today. As we leave dock, I'd like to remind everybody, please remain seated. Keep your arms and legs inside the boat at all times. Bỏ cái tay vô trong con. Guys, taking a look left hand side, you can see our friend Rocky the water buffalo. Rocky has made 180,000 Lego bricks. Con trâu quá ha, con trâu này Quy. Nó làm bằng Lego á. À, nó làm bằng Lego, nó xếp xếp vô vô mà hình trâu quá đẹp không? And if you guys take a look on your right hand side, you can see our proud new mother paw turtles, Bob and Gertrude. No, đó nó sẽ ngừng à, nó phải đâu. Đó, đó nó ngừng nước nè. Hứng thú không? Nó nước vô con, ngậm miệng lại con. We're going to be beginning a world tour as we come and approach the African shoreline. If you guys see from the left-hand side, you can see our African elephant, Elsie. Elsie has made 280,000 Lego bricks. Everybody wave to Elsie. 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 That is our fallen Lego man, Gary. Although I don't worry too much about him, it's been up there for about 10 straight years. Hey, Gary. Oh, they're scary. He's falling. He's falling. Đó, thấy không? Đó, cho các bạn coi nè. Đó. Mấy đứa này nó thích lắm. Đâu có gì đâu, bình thường mà. Bình thường mà nó thấp ngang ngang đi vòng vòng chơi thôi mà. Wow, nhìn đằng kia kìa, mày đẹp kìa. Thấy không? Chụp hình đi.
If you take a look at the left-hand side, you can see Lanai Elizabeth Tower, better known as Big Ben. Lanai here has made a 50,000 mega bricks, while Big Ben has made a 400,000. And yes, it does tell the actual time. Wow, đẹp quá. Chui ngang cây cầu nha. Passing the bridge, if you guys take a look on your left hand side, coming up just ahead, you can see a true labor of love from a king to his queen, the Taj Mahal. The original Taj Mahal was built in the 17th century. It required 20,000 people 22 years to complete. Well, ours didn't take nearly that long for that many people. It does contain 143,000 megabricks. Wow, nhìn đây nè, mới đẹp nè. Just a fun fact for you guys, all the models you see here were created by master builders here in Legoland. Each master builder holds a bachelor's degree in architectural design. Cái kia nó đi ra kìa, thấy không? Đó là thật ra thật vô đấy không? Không biết nó làm thật gì. Alright, if you guys take a look just up ahead, you can see our model Statue of Liberty. Our model right here contains 4,000 megabricks. And right behind her is our model of New York City. This entire model altogether contains a whopping 8 million megabricks. Này, nó mà ngược sáng lên nó không có đẹp lắm. Đúng không? Nó làm gì nữa hả? Có 10 vàng rồi. All right, this brings us to the end of our tour, but we ended off with a song by very own Octopus Band. You guys look at your right-hand side, you can see all the members of the band. The entire band here has made 288,000 megabricks. Như là hết dòng rồi đó nha. Thích không? Bồng nhảy bên kia nha. Rồi, hết một tour đi tàu. Giờ chuyến đi khác ha. But it was a pleasure being your captain for today. Please remember to remain seated and keep your arms and legs inside the boat until you come to a full and complete stop. Thank you all for coming to the cruise and enjoy the rest of your day here in Legoland, California. Thank you. Giờ bắt đầu lên chuẩn bị đi cái khác nha. Rồi.
Rồi mới vừa đi đi thuyền xong, giờ sẽ đi qua một cái chỗ khác cho các bạn coi ha. À, mấy đứa nít mà vô đây thì nó phái lắm. Đây cho các bạn coi nè, trên cái xe này mà mình để đồ này nọ, nhưng mà mình để nó không ai lấy hết đó ha, vô khu vui chơi nè. Bởi ở Việt Nam thì mình nghĩ chắc là sẽ mất đồ quá, đây không có đâu, đồ mình bỏ nó không ai lấy hết á. Không phải mình nói xấu, nhưng mà thật sự nó cái đó là nó dịch đều dĩ nhiên rồi, nên có đụng chạm với ai thì sorry nha. Quá đẹp luôn nè các bạn thấy không, nó làm mấy cái hình con gì bắn cung tên gì á. Nguyên một cái line dài luôn. Đó, vô đang biết cái gì trong đây đây. Rồi để xe đây nè các bạn thấy không, ai cũng để xe nên được. Đây đây đây, rồi đi theo cái group kia kìa. Đó, nó làm rất là đẹp thấy không. Đó, bằng mấy cái này gồ hết. Xong nó dán keo lại, chứ nó không có để về được đâu. Rồi, đụng vô sức hết. Đây thì mình sẽ quay lại để cố gắng cho các bạn coi được hết trong cái Legoland này như thế nào ha. Đó, bây giờ không biết là vô đây cái khu gì, thì để mình sẽ cho các bạn coi. Đi vô, đợi kìa. Đi vô. Thank you. Đó, không biết trong đây là cái gì vậy? Yeah, for. Thank you. Trước này vô đây coi coi Lego. Đây đây là cái sân khấu. Đó, đây là cái sân khấu của nó lại không? Để cho coi Lego. Đây có đúp này, đi theo đúp đây. Đó, đây là trong cái nhập 3D ha. Câu 3D thì mới coi kiến được. Đó, đeo kiến vô mới coi được phim 3D nha. Dạ chưa chiếu đâu. Rồi, giờ bắt đầu nó kêu coi. Rồi bắt đầu coi, đang coi phim 3D nè. Rồi, chúng ta khác rồi. Trong đây á, đúng là ngoài cái chuyện coi á, thì nó còn tương tác với những mấy đứa nhỏ coi về movie trong mình nè. Này rất hay á, nó làm tương tác cho mấy đứa, nó tương tác với nhau hay chứ. Cái này là 4D ha, 4D. Đó. Hồi nãy nó không cho mình quay, vô đây nó không cho mình quay chứ quay thì rất là hay. Nó cho nó coi mình mấy đứa nhỏ nó tương tác với cái đoạn phim rất là hay. Rồi đó là mới đi vô một phần, rồi bây giờ tới đây là cái gì? Con muốn coi bây giờ đây là cho mấy đứa nó chơi trong đây ha. Đó, thật sự nếu mà ai mà đi á, cố gắng đi sớm để vô đây đi cho nó hết rất là hay. Trong cái phần cái phim nó đã rất là hay, mình nghĩ nó đã hay rồi, cái công nghệ với cái chuyện mà nó thiết kế nó làm ra phim mới rất là hay, coi rất là hấp dẫn, coi nó không có nhàm chán, người lớn mà còn thích nữa mà. Đó, giờ tới trò chơi này, chơi gì vậy? Đó, thấy không? Qua bên đó get like, phải qua bên đó get like kìa, lên trên kia get like trên kia kìa. Đó. Đây là chỗ trò chơi, nó vô đây chắc trò chơi chóng mặt lắm á, vô đây là free hết á, nhưng mà hơi bị chóng mặt nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi nguyên một cái phòng cho các bạn xem ha, để cho những ai mà ở Việt Nam không có cơ hội qua đây thì cho các bạn coi chỗ Legoland là như thế nào ha. Nên cái đoạn phim mình muốn cho nó chi tiết, mình sẽ không có cắt nhiều, sẽ quay cho các bạn coi hết xung quanh thực tế nó như thế nào luôn.
Bây giờ bạn coi cái sự cái chỗ điều động của nó như thế nào. Hôm nay muốn vô chơi phải cái lai đông chỗ đó đó. Wow. Cái đó là ai gan thì mới chơi rồi chứ. Hôm nay bạn biết cái gì đây à. Đâu là Ai Cập gì đây? Đến Ai Cập. Vô đây cho mấy đứa nhỏ nó chơi cái giống như trò banh bóng banh này đó. Hôm nay mấy đứa nít thì nó thích chơi nhiều hơn. Các bạn coi một chút xíu như vậy thôi ha, qua tiếp chung khác nha. Đó là cái map cho chơi. Bây giờ mới đi cũng tới đây thôi. Ờ, đi năm 7 nè, tụi nó đang đây nè. Năm 8 là gì đây? Tới đây luôn. Sao được bước. Đẹp quá ha. Vô đây là tới gì đây? Đó. Hay là Ai Cập đi lạp gì đây? Đó. Rồi con xuống đi đặng để bác để xe. Xuống, để xe đây nè. Rồi đi vô. Rồi con đi vô. Đó, trò chơi lên xuống. Wow. Really? Đó là cái đông vậy hả? Wow. Nguyên một cái lai dài vậy. Tiếp vậy. Mấy đứa nhỏ nó chơi rồi chơi trong đó nữa nghe không? Đó chơi trên đó nữa. Đây cái cũng vui ha. Mấy đứa nhỏ trong thời gian chờ đợi cho nó đứng đây nó chơi, mấy đứa nhỏ vô đó nó chơi rồi ha. Nó ghép Lego này nọ vô đó. Đó, đợi nãy giờ cũng nửa tiếng rồi bắt đầu mới tới rồi tới đây thôi đó. Là thấy không? Đợi rất là lâu nha, đi chơi này. Đó. Có lai vòng tròn. Tới đây mới được chơi. Rồi bắt đầu vô nha. Bắn. Vô tối đây. Bắn mấy cái đốm đó. Wow. Bắn mấy cái đốm này nè. Vô đây nó là như vậy thôi. Tôi bắn mấy cái đốm này nè. Đó, thấy không? Đứng đợi một nửa tiếng hồ. Ở đâu rồi nó chụp hình vậy? Nó mới chụp hình mình á. Đó. Đó bạn coi xung quanh đó ha. Wow. Gì đây?
Xung quanh này nó làm mấy cung đẹp ha. À hả? Mở. Ây da. Đợi nửa tí đi chút xíu nữa hả? Trời ơi. Nửa tiếng đợi đi nhiêu đây. Đó, bây giờ là đợi nửa tiếng đi được chưa được 5 phút. 5 phút. Chưa được 5 phút nữa. Chưa được 5 phút nữa. 3 phút à. Bây giờ chơi nửa tiếng đi được 5 phút. Đó, bây giờ sẽ đi tới bước khác cho các bạn coi luôn ha. Rồi, xung quanh đây là mấy cái trò chơi. Giống như mà mấy cái thuyền chơi bắn lấy thú bông trội này nọ đó mà. Đó, thấy không? Rồi, thấy không? Đợi nửa tiếng đồng hồ, chỉ vô điên vòng vậy thôi. Thấy quả không? Đó. Giờ mình sẽ đi tiếp lên kia ha. Để cho mọi người coi luôn. Vô đây là không biết là cái gì đây thì cứ vô cho các bạn coi ha. Ồ, trong đây chỗ ăn uống. Giờ này cũng 12 giờ trưa rồi, đói rồi. Castle Hamburger. Đó, vô chơi rồi chơi xe bên kia đó. Đi rộng thấy không? Đó. Đi chơi đó đó. Đây là xung quanh cái này thôi. Đi chụp hình đó. Đó, trên kia là còn bán đồ. Đó, chụp hình. Cái này là cái gì đây? Quên có chụp hình không? Quên có muốn chụp hình không? Ok, đây chụp hình cơ. Đó. Đây. Đó, mấy đứa nhỏ cái ngựa ở trong đây. Đó. Để quay cho mọi người thấy hết, để mọi người có thích thì vô đi chơi ha. Nó sẽ hơi nhàm chán chút nhưng mà cho các bạn coi để cho các bạn cảm quan hết trong đây là nó có cái gì ha. Trong đây là bán đồ ăn, thấy không? Các bạn sẽ đứng đây get line. Nó bán đầy đủ cái món ăn hết đó. Mấy cái chip, mấy cái này. Đi mới get like vô xong cái bán đồ ăn. Nguyên một cái đùi gà đằng kia kìa, thấy không? Được không? Đó. Quay đã một chút xíu. Xung quanh đây là bán đồ ăn, đi vòng xong nó đi ra đường kia tính tiền đi ra. Wow, ở ngoài không khí nóng quá. Nguyên một cái đùi gà lôi đúng không? Anh mới lấy cái này hả? Không lấy đâu. Mới nào lấy vậy? And now, premiering a brand new high fashion design, the one, the only King Leo. Bây giờ tập trung đông rồi. Đó, bạn thấy không? Rồi tới cái chỗ này là cái trò chơi gì không biết mà nó ngồi vô cái ghế đó, thấy các bạn từ xa kìa. Nó lắc tới lắc luôn, nó xoay mình cũng như là 360 độ luôn đó. Đó thấy chưa? Đây. Thấy đằng kia không?
các bạn hơi xa, các bạn không thấy đúng không? Đó đó, đó giờ bạn nhìn được đó, thấy không? Đó nó xoay vậy đó. Nó xoay tới xoay luôn, nó chốc đầu xuống cái này kiểu này mới ăn á, như là xong luôn á. Thấy chưa? Giờ để đi chỗ khác nha. Đây là nó bán táo rồi nó bỏ kem này nọ lên. Đó. Bây giờ đi đây nó đang làm cái gì đó không biết mà nó gào lại xung quanh. Ôi trời. Lính nó ngủ. Đây là xung quanh trong này là cái gì đây? À. Khu này là bữa nay chờ bắt đầu giờ này bắt đầu nóng lên nắng lên rồi. Đó, khu này là như là water. Đâu phải là water park đâu. No no no, như chỗ. À. Chỉ cho mấy đứa nó chơi vòng vòng đây thôi à. Đó, tụi con có thể vô đây chơi. Không. Nó chơi trò chơi. Lại ghét lại cho mấy đứa nhỏ lên chơi kìa. Đây để là đằng kia, đây là kia ghét lại đằng kia kìa. Đó. Đó, chỗ này là chưa phải là phải là water park nha. Nó no, một chút xíu con chơi kìa, bắn mấy người kia kìa. Kìa đó. Vô lại cánh lái chơi kìa con. Nó chơi nó bắn ướt người ta luôn kìa. Bây giờ tụi nhỏ muốn chơi á là vô đây. Vô đây đi cái người lớn cánh lái luôn, để cái vỏ ngoài. Đó. Rồi các bạn thấy không? Nãy mình để xe đó bình thường chứ không có gì nữa. Đó. Gia lai để mà chơi cái chỗ bắn này đó nha. Không biết chờ đợi đây bao lâu đây. Đó bây giờ là chuẩn bị lên tàu chiến đấu nha. Đó chỉ có một cái vòng như vậy thôi đó. Đó vòng đi vòng như vậy thôi. Mà hơi qua tới bên kia rồi. Súng kia bốn cái súng nước nó bắn ướt đồ hết rồi. Hey, let's go. Wait. Đó, bên kia bắt đầu chiến đấu, chuẩn bị nước nè. Đây. Yeah. Ah, bị kẹp không? Thank you. Rồi, con trèo lên. Rồi, con ngồi dưới con. Rồi xỉa nè. Ừ, ở đây có cái máy. Úc chục ở dưới nhà ngồi. Ở đây bên kia nó mạnh quá, đây thì sao bắn lại. Chơi không chơi vui thôi chứ đó. Đó mấy đứa nhỏ nè, hai lớn rồi trước mấy đứa nhỏ rồi sao xong pin luôn rồi, xong pin luôn khỏi né ở đâu hết đó. Sợ nhất là bên kia kìa. Này mới không chi nhỉ. Not too far. Trời.
Ê trời, bên kia nó nhiều quá vậy. 4 dòi nó quất lượt luôn á. Đó, sợ gì đó. Đó, con gà nó xa kìa. Cái này nó mới chơi xong nó ra nó canh nó bắn mình nè. Đó, nó lại như vậy. Sau khi mà chơi cái đó nó xịt nước mà nó xịt nước ướt hết trơn. Bây giờ sẽ đi chỗ khác nữa. Giờ đi chỗ khác này cho các bạn coi nha. Nó siêu khó để quay hết cái khung cảnh này để cho mọi người xem ha. Ý là mua vé hai bên mà mới đi có một bên mà mới có phần nửa thôi, chưa hết nữa đó. Nó quá chừng. Đây là khu vực phần thao ha. Biết chơi gì đó à, chơi thì ngồi trên xe rồi bơm hơi coi ai đi tới nhanh đó, mua vé thì sẽ vô đây. Viên nước bên kia đi xuống túc dưới kia xa quá đó. Đó, công viên này cho các bạn coi nè ha. Đây là vô để vô, để vô công viên nước. Nãy mình có mua vé rồi thì các bạn đi một vòng từ đầu, một hơi sẽ đi ngang đây, sẽ là ngang công viên nước này. Nhưng mà giờ chưa, bây giờ cho mấy đứa nhỏ đi vòng ngoài hết. Ở bên kia trò chơi nó thi đua trên cái xe hồi nãy đó, rồi sao nó bắn nước gì đó. Rồi mấy đứa đứng đây nó đợi nó cái like nó chụp hình à, chụp hình với con Lego. Nó làm để nó làm chính xác mà thành dùng con Lego mà thấy không, chính xác với người cứu quả cũng nó chơi rồi chơi. Ok, bây giờ tiếp tục đi cho các bạn xem hết luôn. Ha, đi từ hết. Đây, em bé kia mặc áo tắm nó đi luôn, nóng cả đó. Ô, trong kia là đua xe. Ô. Yeah, đó, hình cái đua xe nè bằng Lego nè. Vô đây là mấy đứa nít nó phái lắm đó, ai có con có cái thì dắt vô đây thì cũng mấy đứa nó thích hơn đó. Bên kia là máy bay, trời lên trên rồi chở máy bay lên xuống hình đó đó. Giờ sẽ dắt vô đây cho các bạn coi trước. Chụp hình và lấy làm bằng lái nha. Hey, thank you. Nó đây cho là con nít từ 6 tuổi cho tới 13 tuổi. Right here.
Đó, để cho bạn coi biết nè. Quay ghét lại. Well, lại. Ok, đi đằng kia kìa. Chân đẩy người ta con. Mình đi sao mà. Lại thấy không? Hai gì phải đi kia, đi phải bọc đây. Đi vòng. Mình sẽ cho các bạn coi hết cái này luôn ha. Nên cái video này nó sẽ dài. Video này nó sẽ dài một chút xíu, nhưng mà cho các bạn coi hết trong cái một bên bên đây ha. Mấy đứa nó xin giờ nghệ thích lắm á. Last way. Vòng có 5 phút mà không tới nữa. Giờ đi chơi xong muốn ấy là phải quay qua. Đó bạn thấy không? Ồ, đằng kia nó có trò chơi kìa. Những cái trò chơi như ngoài này thấy không? Đó, những cái trò chơi như ngoài này. Ok. Con bé kia chơi chưa đã, chơi tiếp hả? Ê, con gái chơi chưa đã hả con? Chơi chưa đã hả? Muốn chơi tiếp, ok. Bắt đầu nó chạy. Đó, bắt đầu nó chạy rồi đó. Thấy chưa? Đó. Nó chạy rất là chậm. Chẳng may cho nít chơi mà chạy chậm lắm. Đó bạn nhìn nó làm như một khu downtown rồi đấy. Xe có đèn xanh, đèn đỏ, này nọ, có top size. Đó. Đây là vô công viên nước ha. Để nhỏ nó chơi. Đây đây đây, đưa đây đưa tiết kịch cho cha. Đây. Thái đứng đây nè con. Thái đâu? Kìa đằng kia kìa. Rồi đi chơi đi con. Đây. Go 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 go. Let's go. Đó. Cho mấy đứa nhỏ lại đằng kia nó chơi. Đó. Nghe không? Giờ mấy đứa nhỏ lại đây nó chơi. Dạ chơi đi. Hả? Cỡ nít vừa lớn gì người ta cũng chơi được mà. Vô 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 chơi đi. Vô chơi đi rồi chút ra thay đồ con, không sao hết, có đồ, vô vô. Rồi. Đó, từ 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 từ. Từ 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 từ. Bé lên đây con. Ha. Phải kèm mấy đứa nhỏ mệt thiệt á. Đó, giờ phải ấy ha. Quay quay quay, đứng đây đợi, chân. Mệt quá. Đi dắt với mấy đứa nhỏ vô đây phải nói là mệt thiệt luôn á. Đó, đeo qua rồi. Chưa, người ta nghe người ta nói gì không? À, chỗ đằng kia thì nó đang hình như nó đang giống như là nó đang ấy hồ, cho sạch hồ, bây giờ nó cho lại đằng này chơi. Đó. Đi, đi chơi đằng kia mấy chị rồi con. Đó, đằng kia có con thú này nọ. Đây. Rồi vô đó chơi con, lại đây. Nô, bây giờ lại đó chơi đi. Rồi nó chơi chút lại hồ bơi. Dạ. Vô nó chơi đi con. Dạ, yeah, vô. Đi vô đằng kia chơi đi con. Đó. Đi đây chơi đi con. Đó. À. Ok. Ok, chơi đi. Đó. Mấy đứa nhỏ nó chơi xung quanh nè. Đó, thấy không? Đó, hồi nãy là sau khi mà đi công viên nước rồi, bây giờ sẽ đảo đi hết một vòng, tiếp tục đi nha. No, this way. Bây giờ đi vòng lên đây nè con. Bây giờ mình vòng ra đường này nè. Mẹ, mẹ,
đi đây dòng tới anh kia nè. Đó, bây giờ là tới ngay chỗ đó nha. Đó, thêm dòng chỗ này biết chơi gì luôn. Xung quanh đây nó chỉ là như vậy đó. Đó, sự chơi vậy. Để cho mọi người coi hết luôn. Một dòng của lây hồ lây như thế nào ha. Đây, chỗ đứa chơi. Vô đây cứ chơi chừng chút xíu đó. Đó, mấy cái chỗ mà trò chơi như vậy đó, thấy không, xung quanh nó là như vậy rồi, cho các bạn coi cho biết ha. Đó rồi, thấy không, ở trong đây á, mấy cái chỗ trò chơi của người ta là thấy không, nhìn rất là đẹp. Và cái nền ở dưới này nè, cái nền ở đây là bằng mút hết đó, ở dưới này nè em bằng mút hết đó, nên nó không có bị té, té nó không có bị đau đó. Tất cả đều ở dưới nè, cái nhìn đi là bằng mút hết á, nên không có sợ đau. Đây có gì nó bị thưa mệt lắm. Rồi bây giờ tới đây là khu để cho mấy đứa nó chơi ấy rồi. Chơi được con gối này khó lắm bà nhà. Đó. Con gối chơi nó leo thang lắm, nó leo thang mới đi được, nhưng mà khó leo lắm. Rồi đi ra như vậy là thấy muốn hết rồi, muốn đi ra rồi đó, đi ra từ từ đó. Đây là khu chợ banh, trong kia là không. Lên đây là cái khu tàu lượn. Thôi cái này chơi nổi không? Giờ này gánh lai đông quá. Giờ này phía gánh là chiều rồi, gánh lai đông quá hơi bị trễ à. Thôi đi. Tại vì bây giờ mà đi về LA á, đi về Grand Go á là mất cũng phải một tiếng mấy đó. Giờ này kẹt xe trên freeway mà trên nha. Đó. Đó nó chơi vậy đó. Đi ra đây là cũng như là hết rồi. Rồi xong rồi đi ra đây là đi về luôn rồi đó. Đó hồi sáng là khúc là đi qua từ bên kia. Đó. Thì bây giờ đi ra ngõ này là hết là xong. Đó rồi bây giờ là đi ra cổng là cũng như là đi về luôn. Thì thật sự ở đây thì nó sẽ không lớn bằng Disneyland đâu. Đó. Ok, thôi quay nhiêu đó là cho các bạn đủ biết cái chỗ Legoland như thế nào rồi ha. Còn phải làm sao mà ở đây nó lại mướn khách sạn mà nó ở nữa. Thôi giờ bye bye ha. Nếu là sao mà có dịp đi chỗ nào nó sẽ cho các bạn coi bye bye. Đó, đây chụp lên cái nữa là xong, kết thúc một ngày đi chơi. Đó. Giờ cho các bạn coi lại cái Legoland nha. Legoland. Ok, để mình dắt vô đây cho mấy đứa nhỏ nó coi tham quan cái khách sạn trong đây một cái ha. Đó. Đây là khách sạn của Legoland. Đó. Nó cho các bạn vô đây cho các bạn coi một chút xíu. Đây. Đó, đây là khách sạn của Legoland. Rồi, đi đảo một vòng quốc lộ lao cho các bạn coi. Đây là khách sạn của Legoland. Đó.
đây. Thấy chưa? Nó chơi về thôi, trong này nó chơi nhiều quá. Rồi để mình đi vòng này thử nó có cái gì rồi là mình đi ra. Đó. Đó, trong đó là đi vô là để phòng nghỉ đó, ai muốn ở lại thì ở lại. Rồi xong mấy cái quầy đây. Ok. Rồi, cho các bạn coi nó khá đủ rồi. Giờ mình đi về đây. Đó, đáng lẽ là về rồi mà nếu nhỏ nó quán dán vô coi khách sạn cho bạn coi cái rồi đi về ha. Bye bye. Rồi bye bye.